bà Phinij Sopajorn, 70 tuổi, bị bướu giáp nặng trong thời gian dài. Tối Chủ nhật 20 tháng 10, bà tắt thở tại bệnh viện. Bác sĩ để gia đình đưa thi thể bà đi làm tang lễ theo Phật giáo. Họ để bà nằm trong quan tài lạnh ngắt suốt 3 ngày trong chùa. Đến thứ Tư 23 tháng 10, quan tài được đưa lên xe tang để chở tới nơi hỏa táng. Tuy nhiên, ngay trước khi người ta đưa quan tài vô lò thiêu, theo phong tục ở Thái Lan, chồng bà là ông Tawin Sapanjon, 73 tuổi, dùng khăn ướt lau mặt cho bà. Ông Thawin bất ngờ nhận thấy vợ ông đang thở nhẹ và mấp máy mắt. Ông liền gọi y tá đến giúp. Sau khi làm hô hấp nhân tạo, y tá xác nhận là bà Phinij vẫn còn sống. Gia đình đưa bà về nhà, đặt gần chiếc quạt ấm và đặt chai nước nóng trên ngực bà. Ông Thawin vui mừng nói ông nghi là vợ ông còn sống vì cơ thể chưa bị tê cứng. Sau khi bà tắt thở hôm Chủ nhật, chúng tôi cho bà vô quan tài, nhưng tôi thấy kỳ kỳ vì cơ thể của bà không bị cứng. Khi tôi tắm cho bà, cơ thể bà còn cử động. Rồi ở đám tang, tôi là người cuối cùng chạm vô bà trước khi thiêu. Tôi đang cầu cho bà ấy sống hạnh phúc kiếp sau, thì thấy bà mấp máy mắt. Tôi rất mừng vì tôi đã nghĩ đúng là bà ấy còn sống. Tôi ôm bà ấy và kêu mấy đứa con tôi, nhưng tụi nó tưởng là tôi bị mê sản. Ông Thao Quynh kể, sau đó, con dâu ông là bác sĩ, đã kiểm tra và xác nhận là bà Phinij còn sống, nhưng mạch rất yếu. Cô con dâu gọi y tá cấp cứu đến làm hô hấp nhân tạo cho bà. Bà vẫn còn thở và có mạch, nhưng không có phản xạ và cũng không nói được. Gia đình hiện đang chăm sóc bà ở nhà và theo dõi tình trạng của bà cẩn thận. Nhưng có lẽ bà sẽ không qua khỏi. Ông Thao Quynh nói, vợ tôi bệnh nặng, tôi cũng nghĩ là không thể chữa trị được, nhưng bà vẫn còn sống, chưa đến lúc chết. Nếu bà còn sống mà bị thiêu thì thiệt là tầm bậy, ai mà chấp nhận được. Ông Thao Quynh nói ông vui mừng vì phát hiện vợ còn sống và cho biết sẽ cố gắng chăm sóc bà thật tốt đến khi bà thật sự qua đời.